Hôm nay shop thú cưng petsin.net sẽ chỉ cho các bạn cách phân biệt giới tính của nhím kiện nhé. Đối với bé nhím kiện con trai thì khi các bạn dở lên, các bạn sẽ nhìn thấy cơ quan sinh dục của bé sẽ nằm ở giữa bụng, cách xa rất nhiều so với lại lỗ hậu môn của bé. Đây là một bé nhím đực ha. Còn bé nhím cái thì cơ quan sinh dục ở đây, các bạn thấy không, sát liền với lỗ hậu môn luôn. Đó, như vậy là chúng ta sẽ phân biệt bằng vị trí của cơ quan sinh dục so với lỗ hậu môn. Mình sẽ bế hai bé lên cho các bạn coi lại lần nữa ha. Bây giờ mình sẽ để hai bé sát gần nhau để các bạn dễ phân biệt ha. Đây, bên tay này sẽ là bé con trai nè, bên đây bé con gái nè. Các bạn nhìn thấy là khoảng cách cơ quan sinh dục của con trai là xa lỗ hậu môn, còn con gái là sát liền các bạn ha. Nên vì vậy là cái việc phân biệt giới tính. Like và share video nếu các bạn thấy video này hữu ích nha.